Dạ, hello Bình Yên, xin chào tất cả các cô chú anh chị nhé. Mọi người cố gắng học mà theo dõi hết cái clip này đến đoạn cuối nhé. Đoạn cuối là Yên hướng dẫn các bước nhảy hơi tổng hợp một xíu nhé. Đó, bước nhảy hơi tổng hợp một xíu và kết hợp được cả cái bước tay. Yên hướng dẫn kỹ ra cả những cái tay nhé. Đấy, thao tác được cả tay kết hợp cả bước chân nhảy hơi tổng hợp một xíu. Thì mọi người cố gắng hãy theo dõi hết clip này nha. Rồi, Bình Yên bây giờ bắt đầu nhé. Bắt đầu hướng dẫn nào. Hello, Bình Yên xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bình Yên sẽ hướng dẫn điệu nhảy bước trên bước dưới nhé. Cái chân đưa lên đưa xuống nhé, do các chị em yêu cầu nha. Và kết hợp cả tay luôn nha. Đó, rồi. Các chị em bước chân nào cũng được trước nhé. Chân phải hay chân trái, chân nào cũng được. Chị em cứ thuận cái chân nào thì các chị em bước chân đấy trước nhảy nha, khi vào nhạc nha. Đó, chân nào cũng được nha. Đó, lắc này, đấy, nhún này, đó, lắc lên lắc xuống nha, đó, kết hợp vào tay luôn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đó nha. Thực ra cũng nhiều chị em yêu cầu cái bước hướng dẫn kiểu này cũng lâu rồi nhưng mà đây Yên mới làm được nhé. Rồi, chị em bắt đầu chị em lại từ đầu nhé. Bước chân nào cũng được nhé. Chị em cứ thuận cái chân nào thì các chị em bước chân đấy trước. Không cứ gì là phải bước chân nào trước, bước chân nào sau nhé. Vì nó là bước nhảy tự do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Khi hướng dẫn là Yên sẽ nhưng cái bước chân cao lên cho chị em nhìn cho dễ nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đó. Cái hông lắc bên nào thì cái tay mình sẽ đưa theo bên đó nhé, cho uyển chuyển nhé. Rồi, bắt đầu lại từ đầu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, cái bước chân của các chị làm sao mà bước lên nhá. Đây, cứ bước chân trùng, bước chân căng nhá. Bước chân trùng, bước chân căng. Đó, khi cái bước chân này co lên thì nhả xuống thì lại đẩy sang bên này nhá. Đó, rồi, bước chân trùng, bước chân căng này. À, đó, rồi. Giống như chị em đi đạp xe đạp ấy, đúng không? Chân co chân duỗi thì bao giờ nó mới lộ được cái phần hông của mình đánh nhá. Đánh bên nọ đẩy sang bên kia nhá. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Bình Yên hướng dẫn chậm, thật chậm và như kiểu các chị là chỉ có bước lên và chuyển động hông thôi nhá. Còn chưa gì đến chuyện là khi mà mình đã làm quen được như thế này rồi nhá. Đó, mình làm quen được như thế này rồi thì mình khi mình vào nhảy nhanh là như thế này nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Khi nhanh nó là như thế nhá. Còn khi Yên hướng dẫn cho các chị nào mà khó học nhất, Yên sẽ hướng dẫn cái kiểu như bước chân trùng, bước chân căng này nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 đó nha. Yên sẽ hướng dẫn chi tiết như vậy để cho các chị em nào khó học thì cũng phải học được nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8.
đó, đây các chị em nhìn này, bước chân trùng, bước chân căng này, đó. Thì cái hông mình mới đánh bên nào, đánh sang bên kia nó rất là dễ dàng nhá, uyển chuyển và nhẹ nhàng nhá, đó. Cứ bước chân trùng, bước chân căng nhá, đó. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nhảy kiểu này để là dành cho khi mà mình nhảy tập thể á. Mình đi nhảy tập thể thì tất nhiên là đông người thì không thể ai đứng đâu đứng một chỗ được đúng không ạ? Khi đông người thì mình sẽ nhảy lộn xộn thì mình sẽ di chuyển nhá, quay hướng bên nọ, quay hướng bên kia nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Đấy, hôm nay Yên đoạn 2 là Yên hướng dẫn các là gồm những các bước nhảy lộn xộn nhá, gồm gọi là bước nhảy lộn xộn nhá. Đấy, lộn xộn này, quay đi quay lại này. Đấy, quay đi quay lại lộn xộn này. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Các chị để ý cái gót chân của em nhá. Cái gót chân của em này đẩy bên nọ, hất cái hẳn cao gót chân lên nhá. Đó. Khi xoay hất cao gót chân lên. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Đấy. Tổng hợp nhé, đây hướng dẫn tổng hợp. Đó, tổng hợp kết hợp tay này, bước nhảy này, lộn xộn nha, bước nhảy lộn xộn để mà dành cho khi mình đi nhảy tập thể nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Đó. Các chị yêu mà muốn nó dẻo thì các chị yêu nhảy
hơi chuẩn bị gối xuống một tí nhá. Nhảy tuấn theo nhạc, tay đưa cao lên đó, vuốt để ra đằng sau đỡ đầu nhá, có tay chống vào đùi nhá. Đó, xoay tròn hông này, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Đó, đấy là một cái cách kỹ thuật nhảy mình thao tác cả chân đó, cả chân kết hợp cả tay khi vào nhạc nhá, để làm sao cho nó uyển chuyển, đúng không ạ? Cho uyển chuyển mà có thể mình thay đổi những các tay làm sao để cho nó nhiều những các kiểu cách kết hợp vào mấy cái bước chân nhảy của mình đó, để khi người khác nhìn vào nó rất là đẹp và uyển chuyển và mềm mại và sexy nha. Đó đấy, hôm nay yêu sẽ hướng dẫn cho các chị em nào mà hay yêu cầu là em ơi em hướng dẫn kết hợp cả tay nhá và kết hợp với bước chân nhảy làm sao để cho nó đẹp nha. Đó thì các chị học mới thì các chị mới đầu thì nhiều chị cứ bảo là học nó dối đúng không ạ, thì các chị cứ từ từ đó, cứ từ từ bước một thế này cho em nha. Đó, cái tay của các chị đưa đánh theo hông di chuyển nha. Đó à. Đó đấy, khi mà các chị học thạo được cái bước nhảy, cái bước chân và cái hông eo các chị đánh lượn nhá, các chị hất được sang bên nọ hông, đánh sang bên kia được nhá, thì lúc đó các chị sẽ kết hợp tay cho yên nha, kết hợp tay cho yên. Đó, hông đánh xoay tròn này, xoay tròn này. Đó, cái bước gót chân này đẩy cao lên, hông đánh sang bên nào thì gót chân đẩy cao bên đó lên. Đó, đồng thời nha, kết hợp cả tay này. Đó, được chưa ạ? Đó đấy, làm sao nhảy sao để cho nó đẹp nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Đó, các chị em nào mà muốn xem các điệu nhảy, các clip của Yên có nhạc rồi thì Yên xin mời tất cả mọi người qua TikTok Tóc Bình Yên nhé. Vào TikTok Tóc Bình Yên nha, để mờ xem các clip Yên nhảy nhé, già có nhạc nhé. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, hôm nay clip Bình Yên sẽ hướng dẫn kết thúc tại đây nhé. Chị em nào mà thích học các bước nhảy tự do như của Yên thì hãy ấn đăng ký để theo dõi Yên để học hàng ngày nha. Rồi, nếu có điều gì thắc mắc chị em cứ đặt comment ở bên dưới Yên sẽ trả lời nhé. Rồi, mọi người xem clip mà thấy hay có ích thì hãy cho mỗi người cho Yên xin một like nha. Một like và ấn đăng ký kênh để theo dõi Yên nhé, để học hàng ngày nhé. Yên xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người thành công.